Chào tất cả các em đến với chương trình giải hướng dẫn giải bài tập từ tiếng Anh lớp 9 sách luồng trí. Chúng ta tiếp tục unit 1 với 6 la mã ở trang 7. Choose correct form, verb form, past simple or past continuous. Hãy chọn hình thức động từ đúng thì quá khứ đơn hoặc là quá khứ tiếp diễn. Câu 1. Chúng ta chọn met và were twin. I met a friend while I were doing the shopping. Tôi đã gặp một người bạn trong khi tôi đang đi mua sắm. Thì câu 1 tôi chọn met là ở quá khứ đơn, là tôi đã gặp một người bạn. Trong khi thì sau while thì thường thường làm một cái dạng tiếp diễn. Thì ở đây quá khứ đơn thì thành là quá khứ tiếp diễn, là were doing. Trong khi tôi đang mua sắm. Do the shopping là mua sắm. Hoặc có thể là chữ do nó nữa là mình xem hàng thôi, đi tới siêu thị rồi để xem hàng. Có thể mua sắm, có thể xem không. Câu 2. I were paying for my thing when I heard someone call my name. Tôi đang trả tiền cho những thứ của tôi mua khi tôi đã nghe ai đó gọi tên của tôi. Thì chúng ta dùng là quá khứ thực diễn là tôi đang trả tiền, lúc tôi đang trả tiền cái đồ mua gì đó. Thì khi tôi nghe thì cái này sao quen thường là một thì quá khứ đơn, thì đơn đó, quá khứ đơn, heard quá khứ đơn. Và bắt quy tắc thì đây là thêm giờ ở sau. Câu 3. I were turning around and saw Paula. Tôi đang xoay ra sau và đã thấy Paula. Thì khi mình xoay cái gì thì là đang xoay, thì bất chợt thấy Paula. Quá khứ thực diễn, quá khứ đơn. Câu 4. She wore a bright red coat today. Cô ấy đã mặc một cái áo khoác đỏ rực rỡ vào hôm nay. Thì chúng ta chọn cái là thì quá khứ đơn. Hôm nay là nó ở quá khứ đơn. Năm nhỏ là we decided to have a cup of coffee. Chúng tôi đã quyết định có một tách cà phê. Thì chữ decide là quyết định, thì chúng ta thường thường là chia ở dạng đơn, một quá khứ đơn hoặc là hiện tại đơn, hoặc là quá khứ hoàn thành, hiện tại hoàn thành. Ít có là tiếp diễn, không dùng ở dạng tiếp diễn. Câu 6. While we were having a drink, a waiter dropped a pint of plates. Trong khi chúng tôi đang có một đồ uống thì một người bồ bàn đã làm rơi một chồng đĩa. Đó, là sau while thì dùng tiếp diễn thì quá khứ tiếp diễn, và câu kề thì là quá khứ đơn đã làm rơi, drop. Câu 7. We all got a terrible shock. Tất cả chúng tôi đã bị một cú sốc kinh khủng.
Thì chúng ta thường là dùng là động từ get chuyển thành là got rồi quá khứ đơn, dùng đơn thường là hiện tại đơn hoặc là quá khứ đơn, không dùng ở dạng tiếp diễn. Câu 8. While the waiter were picking up the broken plates, he cut his finger. Trong khi người bồ bàn đang nhặt cái những cái đĩa bị bể lên. Chữ sau while là dùng tiếp diễn này, quá khứ tiếp diễn. Và người bồ bàn một người thì đi were giờ đây. Thì cậu ấy đã cắt cái thì tiếp cờ thường thường là ở quá khứ đơn, đơn đã làm đứt cái ngón tay của cậu ấy, đứt ngón tay. Câu 9. She was working quietly at her desk when suddenly the door opened and her daughter rushed in. Cô ấy đang làm việc cách yên ổn tại bàn làm bàn giấy của cô ấy khi đột nhiên cái cửa đã mở và chị con gái của cô ấy để đổ xô chạy vào. Rush in là đổ xô chạy vào. Thì chúng ta dùng cái đây thì này là tiếp diễn này, cô ấy đang làm việc mà ở tại đâu đó khi đột nhiên cánh cửa mở, cánh cửa mở ra. Thì cánh cửa mở này chúng ta cũng dùng quá khứ đơn và con gái cô ấy đã đổ xô chạy vào. Đổ xô vào là dùng ở quá khứ đơn, ở dạng đơn là tốt nhất. Câu 10. He stood up, walked across the room and closed the window. Cậu ấy đã đứng lên, stood up là đứng lên, đã đi bộ ngang qua phòng và đã đóng cửa sổ. Đây là một cái dạng câu kể. Thì đứng lên là ở dạng đơn quá khứ đơn, đi bộ tới thì cũng dạng quá khứ đơn, đi bộ ngang qua phòng và đóng cửa thì kết thúc và dùng quá khứ đơn luôn. Chúng ta sang 7 La Mã nhé. Bảy La Mã đó là put the verbs in brackets in the past simple or the past continuous tense. Hãy đặt những động từ trong ngoặc đơn ở thì quá khứ đơn hoặc là quá khứ tiếp diễn. Một, I had a busy day yesterday. I went to class in the morning. I ate lunch with my brother after class. In the afternoon, I wrote a letter to my cousin and met my uncle at the airport. In the evening, I took him around the city. Tôi đã có một ngày bận rộn vào hôm qua. Thì hôm qua là quá khứ đơn. Thì chúng ta nên là chúng ta chia là thành had, I had. Này đồng tôi bóc qua tắt. Cột 2 và cột 3 cũng là had, had luôn. Tôi đã đi tới lớp vào trong buổi sáng. Thì là kể lại cũng là ở quá khứ đơn luôn. Là go, cột 2 là phân từ quá khứ đơn là thành là went. Tôi đã ăn trưa với anh trai của tôi sau khi đi học về. Thì cũng quá khứ đơn. Thì eat cột 2 quá khứ đơn thành là ate. Cột 3 là eaten, phân từ quá khứ.
Tôi đã viết một bức thư tới anh họ của tôi về để gặp bác của tôi tại phi trường, cũng dạng câu cỡ ở quá khứ được. And write thành là wrote, where meet thành là met, cột 2, cột 3 là vẫn met luôn. Trong buổi tối tôi để đưa ông ấy hay là cậu ấy, tôi để đưa cậu ấy đi quanh thành phố. Đó, thì là ở quá khứ đơn luôn. Take thành là took, cột 2. Hai nhỏ là while I was walking to class yesterday morning, I saw it. We said hello and walked the rest of the way to school together. Trong khi tôi đang đi bộ tới lớp vào sáng hôm qua, tôi để thấy đích chúng tôi đã nói chào nhau và đi bộ phần còn lại của con đường tới trường với nhau. Thì thấy chữ wow thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới là thì tiếp diễn, mà đây là ở sáng hôm qua là quá khứ thành là quá khứ tiếp diễn. I was walking. Rồi thấy thì là bất chợt thấy liền, không có tiếp diễn mà là đơn luôn, là quá khứ đơn. I saw cột 2 boy tắc của C. Chúng tôi đã nói thì nói luôn là nó cũng bất chợt luôn, không ở tiếp diễn, nói chào nhau, chào và đã đi bộ. Đi bộ là phần còn lại, là cái phần còn lại của con đường tới trường với nhau. Ba nhỏ, while I was going to the cinema, I saw an accident. Trong khi tôi đang đi tới rạp hát, tôi đã thấy một tai nạn. Thì trong khi thì chúng ta nghĩ ngay đây tiếp diễn là quá khứ tiếp diễn, và thấy là bất chợt luôn thì chúng ta dùng là quá khứ đơn saw. Bốn nhỏ, when I heard a knock at the door last night, I walked to the door and opened it. When I opened the door, I saw my brother. I said hello to him and asked him to come in. Khi tôi đã nghe một cái tiếng gõ tại cửa vào tối qua, thấy thấy last night là tối qua là ở quá khứ đơn, thì chúng ta dùng là her, cột 2 của here. Và tôi đi bộ tới cửa, thì dạng câu cỡ mà dạng cái việc làm dứt điểm. Tôi đi bộ là ở quá khứ đơn, tới cửa về để mở dứt điểm luôn, mở nó. Khi tôi mở cửa thì quá khứ đơn, tôi đã thấy dứt điểm luôn, thấy anh trai của tôi đã nói chào tới anh ấy, què để mời anh ấy vào trong, vào nhà hay vào trong, come in. Chúng ta sang năm là nhỏ. Năm nhỏ là my cousin and I were watching a film on TV last night. When my brother came, he watched the end of the film with us. Anh họ của tôi và tôi đang xem một bộ phim trên TV vào tối qua. Thấy tối qua là mình nghĩ ngay là quá khứ đơn, nhưng mà có cái when nó đi theo trong câu này thì chúng ta dùng là tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn ở đây câu này trước. Đang xem một bộ phim trên TV vào tối qua. Khi anh trai của tôi đến, khi này tôi đến thì anh hào của tôi và tôi đang xem một bộ phim trên TV. Cậu ấy đã xem phần cuối của bộ phim với chúng tôi là quá khứ đơn. Câu 6, they were waiting for me when I arrived at the station. Họ đang đợi tôi khi tôi đến tại trạm, tại nhà ga. Khi tôi đến ở nhà ga thì họ đang đợi tôi. Cái dạng này thì là họ đang đợi là dùng là tiếp diễn hay hơn, quá khứ tiếp diễn were waiting, và đây là quá khứ đơn when, sau when là quá khứ đơn.
Câu 7. Câu 7, câu hỏi thì chúng ta sẽ đảo lên là were they. Were they playing tennis when it started raining? Họ đang chơi quần vợt khi trời bắt đầu mưa phải không? Thì chúng ta dùng là quá khứ thực diễn ở câu này, và cái này là ở quá khứ đơn. Khi trời bắt đầu mưa thì họ đang chơi, có thể là họ chơi trước rồi, rồi khi trời bắt đầu mưa thì họ đang chơi tiếp. Câu 8, she cried when she heard the news. Cô ấy đã khóc khi cô ấy nghe cái tin này. Thì đã khóc là ở quá khứ đơn, và nghe cũng là một cái tin dứt điểm luôn, chúng ta dùng quá khứ đơn luôn. Và ở quá khứ đơn cột 2 thì ta dùng bỏ y dài và thêm y ngắn và thêm y dời. Câu 9, they were driving home from the theater when the police stopped them. Họ đang lái xe về nhà từ rạp hát khi cảnh sát đã dừng họ lại. Là nghĩa là khi cảnh sát dừng họ lại thì họ, cái tình huống là họ đang lái xe về nhà, họ bị dừng lại để hỏi giấy tờ chẳng hạn. Thì cái dùng này là quá khứ thực diễn, và này quá khứ đơn. Nhớ stop thêm bờ nữa và thêm e giờ. Vì cái trước phở từ gốc nó tức là phở thì nguyên âm, thì khi mà thêm e giờ thì phải thêm một nguyên âm phụ âm nữa rồi mới thêm e giờ. Câu 10, everyone became quiet when the concert began. Mọi người đã trở nên im lặng khi buổi hòa nhạc bắt đầu. Thì chúng ta dùng cái này là quá khứ đơn, và cái này cũng quá khứ đơn luôn. Mọi người đã trở nên, từ become, became này nó hai nghĩa, trở thành cái gì. Cái đây là sau danh, đây là sau became là danh từ, còn đây sau tính từ thì dịch là trở nên. Mọi người đã trở nên im lặng khi buổi hòa nhạc bắt đầu. Begin là cột 2 của begin, cột 3 là begin. Tám là mẹ ở trang 8. Complete the following sentence with a word from the box. Sometimes no word is necessary. Hãy hoàn thành những câu sau đây với một từ từ cái ô. Thỉnh thoảng không có từ nào cần thiết. Ago là cách đây hay trước đây. Last, where, at, khi, when, in, trong, on, trên, for là được, là cho. Câu 1, he was born in Africa in 1970. Cậu ấy được sinh ra ở châu Phi vào năm 1970. Nhớ là sinh ra ở đâu và cái địa danh lớn nổi tiếng thì dùng in, địa danh nhỏ thì at. Và sau trước số năm thì năm sinh, cái năm thì ta dùng in. 2. My parents moved back to Vietnam when I was 5. Cha mẹ của tôi để di chuyển trở lại Việt Nam khi tôi 5 tuổi. Thì chúng ta dùng when. Câu 3, she left college 3 years ago. Cô ấy đã rời khỏi trường đại học 3 năm trước đây. Thì cái này là ở thì quá khứ đơn. Quá khứ đơn thì ago là phù hợp nhất. Câu 4, I found a flat on my own last year. Tôi đã tìm thấy một căn hộ trên chính tôi, chính của tôi vào năm qua.
Thì chữ last year, năm qua thì nó đủ rồi, không còn cái giới từ nào đi trước đó. Câu 5. I usually go home on the weekend. Tôi thường xuyên đi về nhà vào cuối tuần. Vào cuối tuần thì on the weekend. Mà nếu mà không có the thì dùng là at weekend. At weekend. Có the thì dùng on, mà không the là dùng at. Câu 6. I didn't go home at weekend. Tôi đã không đi về nhà vào cuối tuần. Vào cuối tuần. Nhớ là at weekend mà on the weekend. Câu 7. On Saturday evening we went out to a concert. Vào tối thứ bảy chúng tôi đã đi ra ngoài để tới một buổi hòa nhạc. Thì liên quan đến các thứ trong tuần thì chúng ta sẽ dùng on liền. Câu 8. In the afternoon, we went for a walk. Trong buổi chiều, chúng tôi đã đi bộ. Đi bộ một là went for a walk hoặc là walked. Hai cách viết. Trong buổi chiều, trong buổi sáng này dùng in. Trong buổi tối. Câu 9. It will be ready in 2 weeks. Nó sẽ sẵn sàng trong 2 tuần nữa. Thì trong 2 tuần nữa, tương lai thì dùng in. Câu 10. We lived in Hà Nội last 3 years. Chúng tôi đã sống ở Hà Nội 3 năm qua. Chúng tôi đã sống ở Hà Nội 3 năm qua. 3 năm qua thì qua đây là một cái tính từ. Chính là mã complete the text with a verb from the box in the past symbol. Hãy hoàn thành bài văn với một động từ từ cái ô trong thì quá khứ đơn. Fall là rơi, té, laugh là cười, lose là lạc đường hoặc là sụt cân, là mất cái gì đó. Find, tìm thấy. Spend là trải qua hoặc là xài tiền. Need là còn, save là cứu, giúp ai. Hay tiết kiệm. Break là làm vỡ cái gì. Hay danh từ đó là sự gia lao. Leave là rời khỏi hoặc để lại cái gì. Rời khỏi nơi đó hoặc để lại cái gì ở đâu đó. Take là cầm lấy, hay đưa ai đi đâu. Gary Smith yesterday celebrated his 20th birthday, but he's lucky to be alive. Gary Smith hôm qua để chào mừng hay là ăn mừng cái lần sinh nhật thứ 20 của cậu ấy. Nhưng cậu ấy thì may mắn. Vì cậu ấy thì may mắn còn sống. Bắt lúc này chúng ta dịch là vì. Nó nhiều nghĩa. Nhưng cũng có mà vì. Vì cậu ấy may mắn còn sống. Sót. Còn sống. In March this year, he was climbing Ben Nevis, Britain's highest mountain, when he lost his way and spent 16 hours in sub-zero temperatures. Vào tháng 3 năm này, cậu ấy đang trèo cái núi Pennis, là cái núi cao nhất của Đức Anh, của Vương quốc Anh. Khi cậu ấy bị lạc đường, đã trải qua 16 giờ đồng hồ trong nhiệt độ là dưới âm độ C, dưới âm độ, dưới 0 độ. Thì chúng ta sẽ chia này là
ở quá khứ đơn thì lose là hiện tại đơn, từ gốc thì thành loss cột 2 là đã lạc đường đó, là lạc đường của ai đó. Where là trái, where thì span đây là từ gốc thì thành cột 2, nó là span spanter. My friend laughed at me for having so much survival equipment, but it left my life. Các bạn bè của tôi đã cười nhạo tôi cho việc có rất nhiều thiết bị sống sót. Tuy nhiên nó để bỏ cuộc đời của tôi, kiểu dạng là mình cầm theo nhiều nhưng mà nó bị bà lạc đường rồi, xong đồ đạc nó không quần lấy lại được, không không tìm thấy được, cho nên là các thiết bị về túi ấm rồi túi ngủ thì nó không có theo bên mình, vì vậy bị lạnh cống luôn. Thì cái lab đây ở quá khứ đơn thì chúng ta thêm e giờ, và chữ leave đây thì thành là left cộng 2. On the first night, the weather was so bad that it tore his new mountain tent to pieces. So he moved into a used hotel. Vào tối thứ nhất thì thời tiết thì rất xấu đến nỗi nó đã xé toang cái lều đi núi cũng nói của tôi, của cậu ấy thành nhiều mảnh to busy. Vì vậy cậu ấy để di chuyển vào một cái giống như ký túc xá sinh thanh niên. He found the hotel at 10 the next morning. But that afternoon, he was in trouble. Cậu ấy đã tìm thấy cái túc xá tại vào lúc 10 giờ vào sáng tiếp theo. Nhưng buổi chiều đó thì cậu ấy đã gặp rắc rối. Gặp rắc rối là were in trouble. I fell off a rock and broke my left leg. I couldn't move. Cậu ấy đã nói là tôi đã té khỏi hòn đá khi leo núi đó, và để bị gãy cái chân trái của tôi. Tôi đã không thể di chuyển được. Thì for này thì cột 2 là fail té, và break thành là broke cột 2. Mountain rescue team went out to look for Larry and saved him at 6 of night the next morning. Đội cứu người đi núi đã đi ra ngoài để tìm thà kiếm Larry và đã cứu cậu ấy vào lúc 9 giờ sáng tiếp theo. Thì chúng ta thêm chữ giờ ở sau, e giờ mà chứ thêm giờ ở sau à, đúng quá khứ đơn. A helicopter took him to hospital where he needed several operations. Một trực thăng đã đưa cậu ấy tới bệnh viện. Took và là cột 2 của take. Nơi mà cậu ấy đã cần vài cái sự phẫu thuật. Đã cần nhất định. Next time I'll go with my friends, not on my own, he choked.
Lần tới, cậu ấy nói, lần tới tôi sẽ đi với những bạn của tôi. Không đi trên chính tôi nữa. Cậu ấy đã nói đùa như vậy. Đi nhiều người nó rất là an toàn hơn. Mười La Mã. Rewrite the following sentence using a wish construction. Hãy viết lại những câu sau đây, việc sử dụng một cấu trúc wish, wish là mong muốn, ước gì. Câu 1. I haven't got a washing machine. Tôi đã không có một máy giặt. À, này là thời hiện tại đơn này. Không, hiện tại là không có cái máy giặt. Thì bây giờ mình ước là cái câu wish là câu ước gì thì nó sẽ biến từ hiện tại đơn thành quá khứ đơn mà thì hiện tại đơn thành quá khứ đơn thì cái người ta gọi là không có thật ở hiện tại nữa. Là chúng ta viết là I wish I had got a washing machine. Tôi ước gì tôi đã có một máy giặt. Câu 2. I hate having to go to school on Saturday. Tôi ghét việc cần phải đi học vào những thứ bảy. Thì ghét là không ưa, mà cái này là ở hiện tại đơn. Hiện tại là người ta đã phải đi học những ngày thứ bảy. Thì chúng ta sẽ cũng viết là sang dạng là ở quá khứ đơn để nó diễn tả sự không thật ở hiện tại. Tôi ước gì tôi để không còn phải đi học vào những thứ bảy. Nhớ là tôi không cần phải nha, chứ không phải là tôi ước gì tôi không phải còn phải đi học vào những ngày thứ bảy. Câu ba, why don't we go away more often? Tại sao chúng ta không đi ra ngoài thường hơn? Tất nhiên là hiện tại chúng ta thường đi ra hiện tại là chúng ta không đi ra ngoài thường lắm. Thì bây giờ mình ước ước gì là mình sẽ đi ra ngoài thường hơn như thế. Và câu cái ước này nó diễn tả là không có thật ở hiện tại. Tôi ước gì chúng tôi, I wish we went away more often. Tôi ước gì chúng tôi đã đi ra ngoài thường hơn. Câu 4. I'd love to speak many languages. Tôi thích nói nhiều ngôn ngữ. Thì thích thôi, cái này là thích nè, cái dạng cũng gọi là không có thật ở hiện tại. Thì ước gì tôi nói nhiều ngôn ngữ. I wish I spoke many languages. Tôi ước gì tôi đã nói nhiều ngôn ngữ được. Câu 5. Why are the taxis so expensive? Tại sao các thứ thuế thì rất đắt? Thì đây là ở hiện tại đơn, người ta chia ở thì hiện tại đơn là thì dạng là không có thật hiện tại. Cái sự đắt là nó diễn ra ở hiện tại rồi. Bây giờ mình ước gì? Thì chữ ước của mình là nó không có thật ở hiện tại. Ngược lại của câu hiện tại là câu ước. I wish the taxis weren't so expensive. Chúng ta chỉ chia ở quá khứ đơn. Tôi ước gì các thứ thuế thì không đắt lắm, cao lắm. Chúng ta dùng là số nhiều là weren't, were not. Ngược lại của cái câu này, cái này là khẳng định, cái này là phủ định.
Câu 6, I'd love to be a film star. Tôi thích làm một ngôi sao điện ảnh. Thì hiện tại là chưa thành ngôi sao. Không có thật ở hiện tại về cái sự về là ngôi sao điện ảnh. Thì chúng ta sẽ chia ở quá khứ đơn đối với câu ước gì? I wish I were a film star. Nhớ là câu ước không thật ở hiện tại thì chúng ta khi chia ở to be thì đi cắt ngôi luôn là were. I wish I were a film star. Tôi ước gì tôi đã làm một ngôi sao điện ảnh. Câu 7, I'd like to have a bigger house. Tôi thích có một ngôi nhà lớn hơn. Thì này là ở hiện tại đơn này. Hiện tại là có ngôi nhà nhỏ thôi, không ngôi nhà lớn. Thì người ta ước thì sẽ ở thì quá khứ đơn diễn tả là không thật ở hiện tại. I wish I had a bigger house. Tôi ước gì tôi đã có một ngôi nhà lớn hơn. Câu 8, I'd like you to keep quiet. Tôi thích bạn là giữ im lặng. Thì hiện tại bạn hay nói, tức như là sự giữ im lặng này nó vẫn rất khó ở hiện tại. Where cái điều mong muốn ở hiện tại thì khó xảy ra. I wish you kept quiet. Tôi ước gì bạn giữ im lặng. Bạn giữ im lặng. Thì chúng ta dùng ở quá khứ đơn thì keep thành là kept, cột hai là kept. Câu 9, I wish like every country to stop killing waves. Tôi muốn mọi đất nước ngừng việc giết hại cá voi. Thì là ở hiện tại, này là hiện tại. Woodline hiện tại thì không có thật ở hiện tại. Cái này, điều này là việc giết hại là hiện tại là xảy ra. Bây giờ mình ước là không được giết, là ngừng. Tôi ước gì mọi đất nước. I wish every country stop killing waves. Tôi ước gì mọi đất nước ngừng giết hại cá voi. Câu 10, I would like it to stop raining. Tôi muốn trời ngừng mưa. Hay là tôi muốn nói ngừng mưa là trời ngừng mưa. Ít là nó cũng dịch trời. Tôi muốn trời ngừng mưa. Thì cái hiện tại là trời vẫn mưa. Thì chúng ta sẽ đổi thành quá khứ đơn. I wish it stop raining. Tôi ước gì trời ngừng mưa, đã ngừng mưa. Mười một là mẹ. Complete the passage with the words given in the box. Hãy hoàn thành đoạn văn với những từ được đưa trong cái ô. Century, những thế kỷ. States, giai đoạn. Country, đất nước. Independent, sự độc lập. Many, nhiều. Moved, di chuyển. Temple, là đền. Later, sau đó. Again, lại lần nữa. Is, là. The name Cambodia is derived from the word Cambuja, meaning the son of Cambu. Tên nước Campuchia được bắt nguồn từ cái từ là Cambuja. Ý muốn nói là con, những đứa con trai của Cambu được bắt nguồn. Thì chúng ta nên chọn là is, thể bị động. Và nước Campuchia, một nước thì dùng is. This in effect was a precursor to the Great Khmer Empire, the creator of the Angkor Temple complex. The
This effect was the precursor to the great Khmer Empire, the creator of the Angkor Chamber Complex. Cái này hậu quả là tiền thân của đế chế Khmer vĩ đại, những người sáng lập của tổ hợp đền Angkor. Angkor is comprised of many ceremonial structures built between the 9th and 5th 13th century by the Khmer Empire. Angkor bao gồm nhiều kiến trúc nghi lễ được xây dựng giữa thế kỷ thứ 9 và 13 bởi đế chế Khmer. In 1351, the Thai sacked the city, and again in the 1431, when it was abandoned and moved to Phnom Penh. Vào năm 1351, những người Thái đã cướp phá thành phố Què làm bằng lửa vào năm 1431 khi nó bị từ bỏ Què di chuyển tới Phnom Penh. In the middle of the 19th century, the French colonized the state, and it was not until 1953, nearly 100 years later, that Cambodia achieved country when King Norodom Sihanouk proclaimed himself head of state. Vào giữa của thế kỷ 19, những người Pháp để chiếm lấy làm thuộc địa giai đoạn này và nó để cho tới là 1953, gần 100 năm sau, rằng nước Campuchia đã lấy lại đất nước khi vua Norodom Sihanouk để tuyên bố là nhà lãnh đạo của nhà nước, ngưỡng đầu của nhà nước. Today, Cambodia is ready to embrace a brighter future and take its place on the international independence. Ngày nay, Campuchia sẵn sàng ôm ấp tương lai sáng rực hơn, ôm ấp một tương lai sáng rực hơn và khẳng định vai trò của nó trên trường quốc tế về sự độc lập. Mười hai La Mã rewrite the following sentences without changing their meanings. Viết lại những câu sau đây mà không thay đổi những nghĩa của chúng. Câu 1. Mariam and Lan have been painful for over 2 years. Mariam và Lan đã là những bạn qua thư được trên 2 năm. Thì này là ở thì hiện tạm thành, have been, đã là. Thì chúng ta chuyển sang câu mà nó không thay đổi nghĩa là Maryam and Lan have written to each other since last over 2 years. Maryam và Lan đã viết, này cũng thì hiện tạm thành luôn, tới nhau
từ 2 năm qua. Từ trên 2 năm qua. Xin này là giới từ đi với hiện tượng thành hoặc là hiện tượng thực diễn. Câu 2, Lan took Maryam to Bến Thành Market yesterday. Lan đã đưa Maryam tới chợ Bến Thành vào hôm qua. Thì hôm qua quá khứ đơn dùng là took đây. Bây giờ chúng ta sẽ đổi sang là dạng thể bị động. Đây là Maryam được đưa tới chợ Bến Thành vào hôm qua bởi Lan. Maryam were taken to Bến Thành Market yesterday by Lan. Thể bị động là chúng ta sẽ lấy cái tân ngữ của câu chủ động, tân ngữ là đứng sau động từ thường này là Maryam đây, làm chủ ngữ. Rồi. Và nhớ cái thì ở quá khứ đơn thì thành đây cũng quá khứ đơn. Quá khứ đơn của thể bị động là was hoặc were tới phân từ quá khứ là took thành là taken cột 3. Rồi. Được đưa tới đâu? Tới Bến Thành Market và hôm qua viết luôn. Và cuối cùng là tới chữ bởi ai? Là by Lan. By them hoặc là by people thì bỏ đi. Còn mấy khác thì nên giữ lại. Để biết cái chủ động, câu chủ ngữ của câu chủ động là ai. Câu 3. No other city in Malaysia is larger than Kuala Lumpur. Không có thành phố nào khác ở Malaysia thì lớn hơn Kuala Lumpur cả. Đó. Thì chúng ta sẽ đổi qua một câu khác mà nó không thay đổi nghĩa. Thì là Kuala Lumpur là thành phố lớn nhất ở Malaysia, đúng không? Nó không có thành phố nào lớn hơn nó thì tất nhiên là nó lớn nhất. Kuala Lumpur is the biggest city in Malaysia. Kuala Lumpur là thành phố lớn nhất ở Malaysia. Lớn nhất thì đây là một âm tiết này, tính từ một âm tiết bit. Thì khi mà so sánh nhất thì thêm e sau tờ, nhưng mà chữ g đứng sau chữ y là nguyên âm cho nên ta phải thêm g nữa rồi thêm e sau tờ và cái z nữa để ra cấu trúc của so sánh nhất, lớn nhất. Câu 4. He learned to drive when he was 18. Cậu ấy đã học lái khi cậu ấy 18 tuổi. Thì đây là ở quá khứ đơn. Thì bây giờ mình đổi là ở người ta sẽ cho mình đầu mối là ngay thời hạt đen. Thì mình nghĩ ngay tới là hiện tượng thành. Là he has learned to drive since he was 18. Cậu ấy đã học lái. Học lái thì có chữ to là. Rồi, từ lúc nào? Thì hiện tượng thành nó đi thường có chữ sin hoặc for. Nếu mà mốc thời gian thì dùng sin, mà ở khoảng thời gian dùng for. Từ lúc cậu ấy 18 tuổi, since he was 18. Đang viết lại này. Từ khi, chữ when này đổi thành là sin. Câu 5. My hometown doesn't have any lakes. Quê của tôi không có bất cứ những cái hồ nào cả. Thì mình sẽ đổi qua một câu khác và không thay đổi nghĩa là không có cái hồ nào cả ở trong cái quê của tôi. There are any lake. Hoặc là there are any lakes. Thì có số nhiều đây cũng được. In my hometown. Sorry, thêm isn't. There isn't any lake in my hometown. Không có bất cứ cái hồ nào trong ở quê của tôi. Chúng ta tiếp theo của 12 la mã ở trang 9 bây giờ sang. Rồi, câu 6. Who do this pet? Who does this hat belong to? Cái mũ này thì thuộc tới ai? Thuộc của ai?
thì sẽ đổi rằng là cái mũ này là của ai? À, chúng ta sẽ đổi qua một câu kiểu câu đó. Mũ này là của ai? Của ai là whose? Whose is this hat? Câu 7. Lang, would you like to come and visit me next summer? Madam asked. Lan ơi, bạn có thích đến và thăm tôi vào mùa hè tới không? Mấy em đã hỏi như vậy. Đó. Thì là dạng là một câu mời. Đúng không? Thì câu này là câu trực tiếp thì mình đổi sang gián tiếp là như thế này. Gợi ý là invited nè. Mấy em đã mời Lan đến và thăm cô ấy vào mùa hè sau. Mùa hè tiếp theo, mùa hè sau. Mary invited Lan to come and visit her the following summer. Mary đã mời Lan đến và thăm cô ấy vào mùa hè sau. Khi mà qua câu gián tiếp thì chúng ta nên đổi cái trạng từ chỉ thời gian nữa là ở dạng gián tiếp cho phù hợp là mùa hè tới thì là thành là the following summer, next summer thành là the following summer, và invite thì nó sau nó cờ nó là tân ngữ thì tiếp theo động từ nữa thì phải có to come and visit là lấy cái đây để vào her. Tôi lúc này là her. I will. Tại vì mình viết lại của cái cô Maryam đi nên đổi thành her. Câu 8. Lan and Maryam went out. They wanted to have a drink. Lan và Maryam đã đi ra ngoài, họ muốn có một đồ uống. Đổi sang câu là Lan và Maryam đã đi ngồi có đồ uống. Sau cái một cái giới từ này thì động từ thêm in thì chúng ta thêm là having a drink. Lan and Maryam went out having a drink. Câu 9. I spent 2 hours doing my homework. Tôi đã trải qua 2 giờ đồng hồ làm cái bài bài tập về nhà của tôi. Sau spend thì động từ tiếp theo thêm in, nhớ như vậy. Và đây quá khứ được. Thì là nghĩa là tôi đã mất 2 giờ đồng hồ để làm bài tập ở nhà của tôi. Kiểu như thế thì mình đổi thành câu như vậy để nó cùng nghĩa với câu trước. It took me 2 hours to do my homework. Đó. Hay là mình dịch thiển cận là nó đã đưa tôi 2 giờ đồng hồ để làm bài tập về nhà.